Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, đây là chương trình nhận định vòng 1 V-League 2023-2024 của Thuật Thể Thao. Lời đầu tiên để cho Thuật Thể Thao xin chúc quý vị và các bạn một buổi tối vui vẻ, hạnh phúc bên người thân và gia đình của mình. Mọi người nhớ bấm like và subscribe kênh YouTube Thuật Thể Thao để nhận những thông tin mới nhất về bóng đá Việt Nam cũng như là bóng đá quốc tế được cập nhật liên tục hàng ngày trên kênh YouTube Thuật Thể Thao. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Thưa quý vị và các bạn, sau gần 2 tháng chuẩn bị cho cái mùa giải mới thì V-League 2023-2024 sẽ chính thức khởi tranh vào cuối tuần này. Và đây là một cái mùa giải rất là đặc biệt. Đặc biệt không chỉ vì mùa giải này sẽ thi đấu theo cái kiểu vắt từ mùa thu của năm nay sang mùa hè của sang năm, mà là cái mùa giải mà chúng ta đồng bộ lịch thi đấu với các giải đấu của theo lịch thi đấu của Liên đoàn bóng đá châu Á cũng như là đồng bộ lịch thi đấu với châu Âu. Điều này rất có lợi cho bóng đá Việt Nam trong cái tiến trình hội nhập và phát triển và hướng tới cái mục tiêu World Cup của mình. Chúng ta đều biết rằng là hiện tại chúng ta đang đặt mục tiêu đi World Cup. Tuy nhiên cái giải đấu giải vô địch quốc gia của chúng ta liên tục trước đây thôi liên tục bị tạm dừng và nghỉ vì cái trùng lịch với SEA Games này, trùng lịch với mấy giải ở Đông Nam Á cũng như là mấy giải ở châu Á. Thế cho nên chúng ta phải nghỉ. Và điều đó ảnh hưởng rất lớn về mặt chuyên môn của các giải vô địch quốc gia trong nước cũng như là những cái giải đấu khác. Và không chỉ Việt Nam đâu, mà những quốc gia ở khu vực Đông Nam Á và một vài quốc gia ở châu Á cũng như vậy. Cho nên là từ mùa giải hôm nay thì Liên đoàn bóng đá châu Á đã đồng bộ cái lịch thi đấu của các liên đoàn thành viên để mà có cái bước tiến mới trong cái việc mà có thể giúp các đội tuyển quốc gia cũng như là đội tuyển trẻ có thể thi đấu giao hữu và cọ sát với những nền bóng đá hàng đầu của các khu vực và châu lục khác. Thì cái việc mà thi đấu theo cái vắt từ năm này sang năm khác nó sẽ giúp ích rất nhiều cho không chỉ các câu lạc bộ mà cả đội tuyển quốc gia nữa, đúng không ạ? Thì điều này là rất là tuyệt vời. Một điều đặc biệt nữa đó là mùa giải năm nay thì mỗi vòng đấu sẽ áp dụng ít nhất là 4 trận để áp dụng VAR. Chúng ta biết rằng ở mùa giải trước chúng ta đã thử nghiệm VAR rồi. Mùa giải năm nay chúng ta tiếp tục thử nghiệm nhưng mà sẽ thử nghiệm với cái tần suất nó dày hơn và một vòng sẽ tối đa là 4 trận và từ Hà Tĩnh trở ra, từ sân của Hà Tĩnh trở ra. Thì điều này cho thấy rằng là có rất nhiều người thì người ta nói rằng là sẽ không công bằng cho lắm khi mà chỉ sử dụng áp dụng có 4 trận đấu bởi vì vẫn còn tới 3 trận đấu nữa không áp dụng, đúng không ạ? Và đặc biệt là những đội bóng từ miền Nam, trong miền Nam rất là nếu như không may những trận đấu đó lại mắc sai lầm thì sao? Thì điều này thì chúng ta nói chung là cũng phải thông cảm cho ban tổ chức bởi vì là hiện tại thì áp dụng cái trận đấu nào thì họ cũng phải xin phép Liên đoàn bóng đá thế giới, xin phép FIFA. Nếu như mà được họ đồng ý thì mới được áp dụng, chứ không phải là thích áp dụng trận đấu nào là áp dụng trận đấu đó. Chúng ta còn cả máy móc và mà con người đó là chính là trọng tài. Bây giờ cái nhân sự về mặt trọng tài để mà áp dụng tất cả và ở các trận đấu thì chúng ta không đủ người đâu. Cho nên là cũng phải dần dần thôi. Mình nghĩ rằng 4 trận đấu để thử nghiệm trong một vòng đấu nó là ok rồi. Và hy vọng rằng những trận đấu không có VAR thì các trọng tài sẽ cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ của mình, tránh để xảy ra những sai sót có ảnh hưởng tới chuyên môn cũng như là kết quả của trận đấu, gây ra cái bất lợi cho các đội bóng mà thôi. Trước khi đến với cái chương trình nhận định ngày hôm nay thì chúng ta sẽ điểm qua cái lịch thi đấu của vòng 1 của V-League, sau đó chúng ta sẽ đi nhận định từng trận đấu một. Lịch thi đấu của vòng 1 V-League 2023-2024 cụ thể như sau. Trận đấu sớm nhất của vòng đấu này đó là cuộc so tài của Hoàng Gia Lai với Hải Phòng trên sân Lạch Tray vào lúc 18 giờ ngày 20 tháng 10, tức là vào thứ 6 tuần này. Vào ngày thứ 7 thì sẽ diễn ra hai trận đấu, đó là cuộc so tài của Đông Á Thanh Hóa với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vào lúc 18 giờ và vào lúc 19 giờ 15, đó là cuộc so tài của Công an Hà Nội với Bình Định. Trong ngày Chủ nhật ngày 22 tháng 10 thì sẽ diễn ra 3 trận đấu, đó là cuộc so tài của Sông Lam Nghệ An với Viettel vào lúc 17 giờ và lúc 18 giờ là cuộc đọ sức của Nam Định với Quảng Nam. Và vào lúc 19 giờ 15 thì câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp đón Khánh Hòa trên sân Thống Nhất. Trận đấu muộn nhất của vòng đấu này đó chính là màn so tài của Bình Dương với Hà Nội FC vào lúc 18 giờ ngày 24 tháng 11 cơ. Đây là điều dễ hiểu thôi bởi vì Hà Nội FC bận thi đấu ở AFC Cup cho nên là cái trận đấu này bị được lùi lịch.
Và ở cái vòng đấu này thì 4 trận đấu được áp dụng công nghệ VAR, đó chính là trận đấu giữa Hải Phòng với Hoàng Anh Gia Lai, Thanh Hóa với Hà Tĩnh, Công an Hà Nội với Bình Định và Nam Định với Quảng Nam. Đó là 4 trận đấu được áp dụng công nghệ VAR ở cái vòng đấu này, theo cái thông báo của ban tổ chức là như vậy. Sau đây chúng ta sẽ đi nhận định các trận đấu. Trận đấu đầu tiên mà chúng ta nhắc tới trong ở vòng đấu này, đó chính là màn so tài trận đấu sớm nhất, đó là cuộc so tài của Hải Phòng với Hoàng Gia Lai. Chúng ta biết rằng là ở cái kỳ chuyển nhượng vừa rồi thì Hoàng Gia Lai cũng đã bổ sung một số cái gương mặt, đặc biệt là các ngoại binh, sau khi mà chia tay Washington Brandao. Và việc mà tiền đạo Paulo không may qua đời thì cũng buộc cho Hoàng Gia Lai phải bổ sung thêm ngoại binh. Và nhìn vào cái chất lượng cầu thủ của Hoàng Gia Lai ở cái mùa giải năm nay, chúng ta, những cổ động viên của Hoàng Gia Lai có lý do để lo lắng cho thầy trò huấn luyện viên Kiatisak, trong cái bối cảnh mà đội bóng này cái lực lượng thi đấu ở V-League nó không có quá nhiều biến động, cái bộ khung nó vẫn giữ nguyên cái tuyến giữa hay là hàng hậu vệ hay là tuyến tiền đạo. Thì nói chung là những cái gương mặt thay thế chủ yếu là ở ngoại binh thôi, còn các nội binh thì không có sự biến động nhiều. Cho nên là ở mùa giải trước chúng ta biết rằng là Hoàng Gia Lai thi đấu không tốt, rồi họ thay đổi đấu pháp, thay đổi chiến thuật, đã chuyển sang đá phòng ngự phản công thật đấy. Tuy nhiên thì cái sự hiệu quả trong lối chơi nó không thực sự tốt, và đội bóng này đã không lọt vào top 8 đội mạnh nhất trong cái lượt đi và phải đua trụ hạng lượt về. Cho dù ở giai đoạn lượt về thì Hoàng Gia Lai đã trụ hạng sớm, tuy nhiên thì nhìn chung cái màn trình diễn của Hoàng Gia Lai ở mùa giải trước chưa thực sự tốt so với kỳ vọng của đội bóng này. Nhưng nhìn vào cái lực lượng của Hoàng Gia Lai thì chúng ta thấy rằng là việc họ trụ hạng sớm ở mùa giải trước nó cũng cho thấy rõ là rằng là cái thực lực của đội bóng này cũng chỉ có thế thôi. Và ở mùa giải năm nay thì sẽ rất khó cho Hoàng Gia Lai, bởi vì với lực lượng như này thì họ sẽ không đua vô địch được, mà để đua vào top 4 thì lại càng khó. Cái mục tiêu khả dĩ nhất của Hoàng Gia Lai mùa giải hôm nay có lẽ là chen chân vào trong cái nhóm mà top 8 hoặc top 10 thôi, chứ còn để mà đua vô địch được ở mùa giải hôm nay cũng như là đua được vào top 4 thì sẽ rất khó. Tất nhiên là cái cuộc chiến trụ hạng thì nó sẽ là một vấn đề đối với Hoàng Gia Lai, vì ở mùa giải hôm nay thì rất nhiều đội bóng họ đầu tư rất là mạnh tay, ngay cả nhóm dưới thôi, những đội bóng như Hà Tĩnh, như là Quảng Nam, như là Thành phố Hồ Chí Minh hay là Khánh Hòa nữa, họ cũng đã có cái sự chuyển mình rất là mạnh. Khánh Hòa thì chia tay rất nhiều cầu thủ nhưng họ cũng đã ký một loạt để mà nâng cấp đội hình của mình lên, thì thực sự là sẽ rất khó cho Hoàng Gia Lai. Trong khi đó thì Hải Phòng ở mùa giải vừa rồi thì cái biến động về mặt nhân sự nó cũng không nhiều, chia tay một vài cầu thủ, đáng chú ý nhất là trường hợp của Hải Huy, đúng không ạ? Hải Huy chia tay thì như mình đã nói ở nhiều chương trình trước, cái sự ra đi của Hải Huy nó cũng ảnh hưởng tới cái sức mạnh của Hải Phòng đấy. Tuy nhiên thì nó cái sự ra đi của Hải Huy không phải là quá nghiêm trọng đối với cái nhân sự của Hải Phòng, vì ngay sau đó thì họ đã chiêu mộ một loạt những cái cầu thủ nội cũng như là các ngoại binh, và đặc biệt là đưa về Lê Tiến Anh, đúng không ạ, thì để thay thế Hải Huy. Nhìn chung thì những gì mà Hải Phòng thể hiện ở đấu trường AFC Cup thì chúng ta thấy rằng là huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm vẫn đang vận hành tốt đội bóng này, và với cái lực lượng đăng ký ở V-League như đã công bố của ban tổ chức thì cái lực lượng của Hải Phòng mùa giải năm nay nó cũng ngang ngửa so với cái mùa giải trước. So với mùa giải trước khi mà họ đứng vị trí thứ 6, đúng không ạ? Thì mùa giải hôm nay Hải Phòng mình nghĩ rằng là cũng sẽ cố gắng để mà hoàn thành cái mục tiêu của mình là nằm trong top 6 đội mạnh nhất thôi, bởi vì với cái thực lực của Hải Phòng ở thời điểm hiện tại để mà đua vô địch thì sẽ rất là khó, bởi vì là họ phải thi đấu ở cái đấu trường AFC Cup nữa, cho nên là cái lịch thi đấu và cái việc mà phải di chuyển nhiều nó sẽ bị bào mòn về mặt thể lực. Trong khi đó thì cái chất lượng đội hình của Hải Phòng nó không thực sự là dày, và huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm có lẽ là người sẽ phải cân nhắc xem là hiện thực hóa xem cái mục tiêu, đặt mục tiêu và tham vọng của mình ở đấu trường nào. Nếu như họ đặt mục tiêu và tham vọng ở đấu trường AFC Cup thì họ sẽ phải dồn sức ở cái đấu trường đó, và nếu như đặt mục tiêu ở đấu trường quốc nội, ở V-League hay là ở quốc gia thì họ sẽ phải dồn trọng tâm vào đó. Chứ nếu như mà để căng sức ở cả ba mặt trận với cái lực lượng hiện tại của Hải Phòng thì sẽ rất khó khăn, sẽ rất khó khăn cho Hải Phòng, chứ không dễ dàng gì đâu. Còn trận đấu với Hoàng Gia Lai là một trận đấu mà mình nghĩ rằng đương nhiên rồi, Hải Phòng có lợi thế hơn. Hải Phòng có ít nhất là hai lợi thế. Cái lợi thế thứ nhất đó là họ được thi đấu trên sân nhà, thì trên sân nhà lạch chay của mình thì cái thành tích đối đầu của Hải Phòng với Hoàng Gia Lai rất tốt, đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng trên màn hình đấy thì ba trận đấu đầu gần nhất của
của Hải Phòng với Hoàng Gia Lai trên sân nhà thì đội bóng này cũng duy trì được cái thành tích bất bại đúng không? Với 2 chiến thắng và 1 trận hòa đúng không? Trong khi đó thì cái lợi thế thứ hai đó chính là việc mà Hải Phòng đã được rèn quân và được thi đấu ở AFC Cup trong 2 trận đấu rồi. Trong khi đó thì ở cái giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải thì Hoàng Gia Lai chủ yếu thi đấu giao hữu thôi, nhưng mà thi đấu ở cái giải Thiên Long Cup thì toàn thua thôi đúng không ạ? Thể hiện cái bộ mặt rất bạc nhược. Nếu như những cổ động viên của Hoàng Gia Lai mà xem đội bóng này thi đấu ở Thiên Long Cup 2023 vừa qua thì lại càng có lý do để lo lắng hơn cho đội bóng con cưng của mình, bởi vì thi đấu rất rời rạc và thiếu sự gắn kết. Tất nhiên đó chỉ là một giải đấu mang tính chất giao hữu để mà lắp ghép thử nghiệm đội hình cho mùa giải mới thôi, nhưng mà cái thái độ thi đấu và cái cách chơi, cái độ nhiệt huyết trong cái lối đá, cách đá của Hoàng Gia Lai ở cái Thiên Long Cup, chúng ta chưa thấy được một cái tín hiệu nào tích cực cả. Thì đây là một cái điều mà các cổ động viên của Hoàng Gia Lai chắc chắn sẽ phải lo lắng. Và đối đầu với Hải Phòng ở vòng đấu này là một thử thách rất lớn. Tất nhiên thì trong một trận đấu ra quân thì không đội bóng nào muốn thua đâu. Hoàng Gia Lai như vậy, Hải Phòng cũng như vậy, cho nên là sẽ đấu ra quân ở bất kỳ một cái sân chơi nào nó cũng sẽ rất khó khăn. Nhưng lợi thế đang nghiêng về phía Hải Phòng và mặt khác chất lượng đội hình của Hải Phòng mình đánh giá cũng cao hơn một chút so với Hoàng Gia Lai và lại được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm nữa. Cho nên ở trận đấu này mình nghĩ rằng Hoàng Gia Lai có thể gây khó khăn cho Hải Phòng, nhưng để mà có điểm rời sân vạch chay là rất khó. Mình đang nghiêng về một chiến thắng sít sao dành cho Hải Phòng trước Hoàng Gia Lai ở trận đấu này. Quý vị và các bạn có thể dự đoán tỷ số trận đấu giữa Hải Phòng với Hoàng Gia Lai phía dưới phần bình luận để xem rằng chúng ta sẽ dự đoán đúng hay không sau khi vòng đấu này khép lại. Trận đấu thứ hai đó là cuộc so tài của Thanh Hóa với Hà Tĩnh. Đây là hai đội bóng mà có sự biến động về mặt lực lượng rất lớn ở kỳ chuyển nhượng vừa qua. Hà Tĩnh chia tay hàng loạt trụ cột mà trong đó thì Thanh Hóa cũng như vậy đúng không ạ? Chuyển nhượng của Thanh Hóa mùa giải rồi chia tay 12 người nhưng mà đưa về được 10 người. Nhưng mà về cơ bản thì cái khâu chuyển nhượng của Thanh Hóa mình thấy rằng khá ổn khi họ đưa về những cái ngoại binh chất lượng để mà thay thế. Chúng ta biết rằng là ở mùa giải vừa rồi thì họ đã chia tay hai ngoại binh chất lượng, đó chính là trường hợp của Gustavo. Đó là trường hợp của Bruno và Conrado, còn Gustavo thì giữ chân được. Xin lỗi các cổ động viên ở Thanh Hóa, mình nói nhầm. Sau đó thì họ đã chiêu mộ được Rimario và Luis Antonio đúng không ạ? Thì đó là những cái cầu thủ mà mình thấy rằng là chiêu mộ rất rất chuẩn, và riêng cá nhân Rimario thì chúng ta không phải nghi ngờ gì nữa, không phải nghi ngờ về mặt năng lực của tiền đạo này nữa, bởi vì là anh thi đấu rất nhiều năm ở V-League rồi. Sinh năm 94 đúng không ạ? Nhưng mà đã có rất nhiều năm thi đấu ở V-League, đá cho Hoàng Gia Lai, đá cho Thanh Hóa, Bình Định này, đá cho Hà Nội này, đá cho Bình Dương. Và ngoại trừ khi mà thi đấu cho Hoàng Gia Lai ra thôi thì những cái đội bóng còn lại mà Rimario thi đấu thì anh đều chứng tỏ được cái năng lực của mình, thì điều này rất là tốt. Và ngay ở trận đấu đầu tiên trong áo của Thanh Hóa ở siêu cúp thì Rimario đã lập cú đúp giúp Thanh Hóa giành siêu cúp trước Công an Hà Nội, đánh bại Công an Hà Nội ngay sân hàng đấy. Đây là một tín hiệu rất tích cực đấy. Nhìn chung thì cái lực lượng của Thanh Hóa có biến động, nhưng mà họ cũng đã chiêu mộ được những cái quân bài nó phù hợp và đủ để mà thay thế những người ra đi từ tuyến giữa lẫn là tuyến tiền đạo cũng như là hàng hậu vệ. Thì Thành Long ra đi thì có Trùng Thỉnh và họ cũng đã đưa những cầu thủ trẻ về nữa, thì cũng không phải lo lắng quá nhiều đúng không ạ? Thái Sơn đang rất trưởng thành, mình nghĩ rằng mùa giải này sẽ là mùa giải mà Thái Sơn sẽ thi đấu bùng nổ, vì những cái bộ kỹ năng chơi bóng của Thái Sơn mà đã thể hiện ở V-League chúng ta thấy rất là tuyệt vời. Vào ngày hôm qua khi mà ra sân ở trận đấu với Hàn Quốc thì Thái Sơn cũng đã thể hiện được cái sự đĩnh đạc trong cái lối đá của mình. Thì đây là điều rất tuyệt vời và mình tin rằng Thái Sơn sẽ có một cái sự bùng nổ ở mùa giải năm nay. Trong khi đó thì bên phía Hà Tĩnh cũng đã chia tay rất rất nhiều những cầu thủ trụ cột và huấn luyện viên Nguyễn Thành Công cũng đã bổ sung khá là nhiều. Nhìn chung thì cái lực lượng năm nay của Hà Tĩnh để mà so sánh với năm ngoái thì mình đánh giá Hà Tĩnh năm nay cái lực lượng chỉ xem thôi, thậm chí còn bị đánh giá thấp hơn một chút. Và việc mà thay đổi quân số, biến động về mặt nhân sự nhiều như thế này thì nó sẽ là một bài toán rất là nan giải đối với huấn luyện viên Nguyễn Thành Công trong việc lắp ghép và xây dựng đội hình. Cho dù ở cái giải đấu giao hữu tại Viettel vừa rồi thì đá rất tốt đấy, nhưng mà trên thực tế thì giải đá giao hữu với đá thật nó sẽ rất là khác nhau. Và khi mà bước vào giải đấu này và đối đầu làm khách sân của Thanh Hóa là nhiệm vụ quá khó khăn rồi. Chúng ta biết rằng chúng ta nhìn vào cái lịch sử đối đầu của Thanh Hóa và Hà Tĩnh thì
Thanh Hóa đang có thành tích đối đầu nó tốt hơn một chút đúng không ạ? Thì ở mùa giải năm ngoái thì Thanh Hóa đã duy trì thành tích bất bại, đặc biệt là có chiến thắng 4-1 trong trận đấu lượt đi. Thì mùa giải năm nay mình nghĩ rằng việc mà gặp Thanh Hóa ngày trận ra quân nó sẽ là một cái bất lợi đối với Hà Tĩnh, bởi vì Thanh Hóa đá trên sân nhà rất tốt và đội bóng này vẫn đang có cái sự hưng phấn nhất định sau khi mà giành siêu cúp trước Công an Hà Nội. Thì đây là trận đấu mà mình nghĩ rằng với cái triết lý và cách áp dụng nhân sự và đấu pháp của huấn luyện viên Nguyễn Thành Công ấy, thì Hà Tĩnh vẫn sẽ chơi với một cái lối đá phòng ngự phản công giàu năng lượng để mà hạn chế cái sức mạnh của bên phía Thanh Hóa. Nhưng với việc mà Thanh Hóa được thi đấu sân nhà và đang rất quyết tâm để mà làm nên một cái điều gì đó ở mùa giải năm nay, tiếp tục mùa giải năm nay dưới triều đại của huấn luyện viên Pompo, đặc biệt là họ cũng sẵn sàng đua vô địch V-League đấy, cho nên là gặp những đội bóng như Hà Tĩnh thì họ sẽ phải tích lũy tối đa về mặt điểm số, cho nên là họ sẽ phải đá hết khả năng của mình. Thì đây là trận đấu mình nghĩ rằng Thanh Hóa cũng sẽ gặp khó khăn thôi, nhưng nếu như mà Thanh Hóa chơi tốt và chắc chiu được cái cơ hội của mình thì đội bóng này hoàn toàn có thể thắng được Hà Tĩnh với khoảng cách ít nhất là một bàn, không thì tới hai bàn. Mình dự đoán là khả năng sẽ thắng được với tỷ số tầm 2-0 hoặc 3-1 trước Hà Tĩnh ở trận đấu này. Quý vị bạn có thể dự đoán tỷ số ở trận đấu này phía dưới phần bình luận cùng Thuật Thể Thao ạ. Trận đấu thứ ba đó chính là màn so tài của Công an Hà Nội với Bình Định đúng không ạ? Thì đây cũng là một cặp đấu rất là thú vị đấy, bởi vì ở mùa giải trước hai đội bóng này cũng gặp nhau ngay ở vòng đấu đầu tiên. Và chúng ta đều biết rằng là Công an Hà Nội mặc dù là tân binh vừa mới lên hạng nhưng mà đã vùi dập Bình Định ở thời điểm đó, là một đội bóng tương đối là mạnh, lực lượng rất mạnh. Huấn luyện viên Đức Thắng thời điểm đó có trong tay đội hình rất mạnh như là Rafael Sơn này, Zibling này đúng không ạ, và hàng loạt những cái học thủ khác nữa về mặt nội binh nữa. Nhưng mà đấy, chúng ta thấy rằng là Công an Hà Nội đã đè bẹp Bình Định với tỷ số 5-0 ngay sau ở trận đấu đầu tiên mùa giải mới. Thì ở mùa giải năm nay cái lực lượng của Bình Định còn biến động nhiều hơn cơ, họ còn chia tay rất nhiều trụ cột, họ không giữ chân được Rafael Sơn, cầu thủ ghi bàn rất nhiều ở vô phạt lưới đúng không ạ. Rafael Sơn thì đầu quân cho Nam Định mất rồi đúng không ạ, đầu quân cho Nam Định và một số gương mặt khác nữa. Đặc biệt là cái mất mát lớn nhất của Bình Định có lẽ là chia tay huấn luyện viên Đức Thắng, một nhà cầm quân mà mình đánh giá rất cao, một huấn luyện viên nội mà mình đánh giá rất cao ở thời điểm hiện tại. Nếu như mà huấn luyện viên nội ở V-League thời điểm hiện tại mình là huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm là đánh giá cao nhất, thì mình đánh giá là trong cái lứa trẻ này thì anh Đức Thắng là người rất có triển vọng và rất giỏi. Thì cái việc anh ấy chia tay Bình Định sẽ khiến cho Bình Định là gặp khó khăn đấy, bởi vì ngoài cái việc mà không giữ chân được các trụ cột thì lại cái vị trí thuyền trưởng ra đi nó sẽ ảnh hưởng khá nhiều tới lối chơi. Cho dù là ở Thiên Long Cup vừa qua thì Bình Định cũng đã thể hiện được cái phần nào được cái sức mạnh của mình đấy, nhưng mà đó là giải đấu giao hữu thôi và trước những đội bóng nó không mạnh đúng không ạ, không mạnh cho nên là Bình Định mới đá được. Còn ở trận đấu này về phía đối đầu với Công an Hà Nội thì ở mùa giải vừa rồi Công an Hà Nội đã vô địch đúng không ạ, vô địch nó rất là căng thẳng và kịch tính, và sau cái chức vô địch này thì họ cũng đã bổ sung thêm quân ở những cái vị trí trọng yếu, và họ mua Bùi Hoàng Việt Anh này, Lê Phạm Thành Long từ Thanh Hóa này và Giovanni từ Viettel. Nhìn chung ba trong số những bản hợp đồng này mình nghĩ rằng đây là những bản hợp đồng rất chất lượng và bổ sung vào đúng những vị trí mà đội bóng này yếu và thiếu. Đấy, cho nên là nếu như mà huấn luyện viên Tiến Tại mà phát huy được hết năng lực của các cầu thủ tân binh và những cầu thủ nội lực và nội binh cũng như là cầu thủ mà họ hiện có ở mùa giải trước thì sẽ rất là tốt. Cái sự biến động về mặt nhân sự của Công an Hà Nội mùa giải hôm nay nó không nhiều, rất là ít, không như mùa giải trước họ phải mua rất là nhiều để mà ghép đội hình, như mùa giải hôm nay thì không phải mua nhiều, mua một vài người thôi và cái lực lượng rất là mạnh rồi. Cho nên là huấn luyện viên Tiến Đại sẽ phải có nhiệm vụ là vận hành tốt cái cỗ máy của Công an Hà Nội và để khởi động cho cái cuộc đua để bảo vệ cái chức vô địch của mình. Và gặp Bình Định ở trận đấu ra quân là cơ hội vàng, là cơ hội vàng để giành chiến thắng, thậm chí là có thể hướng tới một chiến thắng đậm được đúng không ạ, bởi vì được đá trên sân nhà lực lượng tốt hơn hẳn đúng không ạ, thi đấu sân nhà và lịch sử đối đầu cũng tốt hơn, thì chẳng có lý do gì mà Công an Hà Nội sẽ không thắng được cả. Mình dự đoán đây là trận đấu mà Công an Hà Nội sẽ thi đấu tốt và có chiến thắng cách biệt hai bàn trước Bình Định để mà có cái khởi đầu thuận lợi ở V-League mùa giải năm nay. Trận đấu nữa đó là cuộc so tài của Sông Lam Nghệ An với Viettel. Đây cũng là cặp đấu sẽ được dự đoán là sẽ rất nhiều khó khăn cho đội chủ nhà. Sông Lam Nghệ An ở mùa giải năm nay thì
thì cũng chia tay nhiều trụ cột. Văn Hoàng, Xuân Mạnh, Quế Ngọc Hải ra đi đúng không ạ? Và họ không bổ sung thêm được nhiều đâu, họ toàn đôn những cầu thủ trẻ lên thôi. Nhìn vào cái danh sách của Sông Lam Nghệ An mùa giải năm nay thì chúng ta thấy rằng đội hình của họ là nếu như mà tính tuổi trung bình ra là khả năng là trẻ nhất V-League ấy, trẻ nhất V-League mùa giải năm nay đấy. Thì đây cũng là một thực ra là Sông Lam Nghệ An là đội bóng mà cái vấn đề mà mỗi năm chia tay một vài cầu thủ trụ cột nó không mới. Chẳng qua cái đợt 2 năm cái đây 2 năm thì họ có cái nhà tài trợ mới nên là thu được một vài cầu thủ trụ cột và cầu thủ nổi tiếng có chuyên môn tốt quay về thi đấu cho đội bóng. Còn bây giờ thì cái tài chính cũng đang gặp vấn đề một chút, không còn dồi dào nữa thì họ sẽ chia tay những cái cầu thủ đó. Và việc chia tay đó thì nó khiến cho Sông Lam An phải đôn cầu thủ trẻ lên. Thì cái lò đào tạo của Sông Lam An thì cũng luôn thường xuyên sản sinh và cung cấp cho cái đội 1 những cái nhân tố trẻ chất lượng. Nhưng mà thi đấu ở đấu trường V-League này thì việc mà sử dụng quá nhiều cầu thủ trẻ nó cũng không tốt cho lắm, bởi vì nó ảnh hưởng tới rất nhiều về mặt lối chơi cũng như là cái thành tích. Và với cái lực lượng non trẻ của Sông Lam An ở mùa giải năm nay thì mình nghĩ rằng để mà cạnh tranh được vị trí trong top 8 nó sẽ cực kỳ khó khăn và gian nan, bởi vì cho dù huấn luyện viên Phan Như Thuật có nỗ lực đến đâu thì cũng sẽ là một bài toán rất khó. Ở mùa giải trước thì anh Thuật anh ấy giải cứu Sông Lam An đúng nghĩa đấy, vì trong cái thời điểm mà Sông Lam An gặp khó khăn thi đấu không tốt thì anh đã thay anh Huy Hoàng để mà dẫn dắt và nắm Sông Lam An. Và cho dù là bị tụt xuống ở cái nhóm 2 trong cuộc phải đua trụ hạng, nhưng mà ngay lập tức chỉ sau một vòng đấu đầu tiên thôi thì Sông Lam An đã trụ hạng sớm rồi. Thì điều này là cho thấy được rằng là Sông Lam An là một cái đội bóng mà có cái tinh thần chiến đấu nó rất là cao. Và ở mùa giải hôm nay có nhiều cầu thủ trẻ như thế này thì mình nghĩ rằng cái mục tiêu Sông Lam An không đặt mục tiêu quá cao đâu, nên là họ cũng sẽ cố gắng phải biết lượng sức mình thôi. Trong khi đó thì Viettel chúng ta biết rồi, cái sự ổn định của Viettel là sự ổn định rất đáng sợ. Ở mùa giải năm nay thì nếu như đội bóng nào mà hoạt động im ắng bậc nhất trên thị trường chuyển nhượng đó chính là Viettel. Họ không mua quá nhiều người, chỉ bổ sung một vài vị trí thôi và đôn cầu thủ trẻ lên. Họ đưa về Bruno đúng không ạ? Bruno cầu thủ mà thi đấu Thanh Hóa rất hay mùa giải rồi, và Bruno là người cũ của Viettel. Họ đôn một vài cầu thủ trẻ lên, trong đó có trường hợp mà Công Phương cầu thủ 17 tuổi được đôn lên đá. Thì đây cũng là những gương mặt triển vọng. Thực ra cái việc mà Viettel đôn những cầu thủ trẻ lên là điều bình thường, bởi vì ở mùa giải trước thì Tuấn Tài cũng như là Khuất Văn Khang đã được sử dụng. Tất nhiên là Văn Khang thì không được sử dụng nhiều Tuấn Tài, nhưng mà chúng ta thấy rằng là anh Thạch Bảo Khanh anh cũng đang cài dần vào những cầu thủ trẻ, đặc biệt là trong hiệp thi đấu thứ hai những cầu thủ trẻ trên hàng công như là Danh Trung ấy đã vào sân là đá rất tốt đấy. Cho nên là mùa giải hôm nay có một vài cầu thủ trẻ nữa lên thì mình cũng thấy là bình thường thôi. Họ có chia tay một số người nhưng mà mình thấy rằng là những cầu thủ đó thì không ảnh hưởng nhiều tới cái sức mạnh khi mà Duy Thường đúng không ạ? Duy Thường ra đi thì nói chung là bình thường thôi, không vấn đề gì cả. Và ở trận đấu này cho dù Viettel làm khách trên sân của Sông Lam Nghệ An, nhưng với cái chất lượng đội hình của Viettel ở thời điểm hiện tại và thực lực của Viettel ở thời điểm hiện tại thì mình nghĩ rằng sẽ quá khó cho Sông Lam Nghệ An để mà giành điểm được trước Viettel. Nhưng mà thấy rằng cái lịch sử mới đầu là trong mấy lần so tài gần nhất đây, lần gần nhất mà Sông Lam Nghệ An có được chiến thắng trước Viettel là vào năm 2019, là cách đây là 4 năm rồi. Còn đâu là mấy trận so tài gần đây là toàn thua thôi. Tất nhiên nhìn vào cái lịch sử mới đầu này chúng ta không thể nói được quá nhiều điều khi mà chúng ta không thể khẳng định rằng là Sông Lam Nghệ An sẽ thua trận đấu này. Nhưng xét về nhiều yếu tố và cái chất lượng, xét vào cái chất lượng đội hình ấy, thì ở trận đấu này Sông Lam Nghệ An sẽ khó mà gây ra cái bất ngờ trước Viettel ngay cả khi họ được thi đấu trên sân nhà. Mình dự đoán đây là trận đấu mà Sông Lam Nghệ An có thể gây ra khó khăn cho Viettel trong hiệp đấu đầu tiên mà thôi. Còn trong hiệp thi đấu thứ hai, cho dù họ có đá phòng ngự phản công hay tấn công trước Viettel thì đội bóng này cũng sẽ, mình nghĩ rằng sẽ thua, và khả năng sẽ thua với tỷ số 0-2 hoặc là 1-3 gì đấy. Tất nhiên thì hạ Viettel là đội bóng mà ghi rất ít bàn thắng, nhưng mà mình nghĩ rằng là khả năng sẽ có sự bùng nổ khi mà Bruno trở lại đúng không ạ? Thì chúng ta cùng chờ xem là Viettel có thể giành được chiến thắng trên sân của Sông Lam Nghệ An hay không. Tất nhiên thì trong một trận đấu ra quân ấy, để mà có được chiến thắng thì nó sẽ không dễ dàng một chút nào cả. Bởi vì là đội bóng nào cũng sẽ rất quyết tâm ở trận đấu ra quân, cho nên là việc thi đấu ở sân khách nó cũng sẽ khó khăn. Nhưng mình có cái linh cảm và có cái niềm tin dành cho Viettel, đó là họ sẽ giành chiến thắng ở trận đấu này để mà có được cái khởi đầu thuận lợi cho V-League mùa giải năm nay. Và mình cũng đánh giá Viettel là ứng cử viên rất nặng ký cho chức vô địch mùa giải năm nay nếu như anh Thạch Bảo Khanh làm tốt cái nhiệm vụ của mình.
Trận đấu nữa đó là cuộc trận đấu thứ 5, đó là cuộc so tài của Nam Định với Quảng Nam. Đây là trận đấu mà chúng ta các cổ động viên của Nam Định cũng như là người yêu mến bóng đá Nam Định sẽ được chứng kiến một Nam Định một phiên bản khác, một phiên bản rất là quyết tâm, một phiên bản mà họ đang sẵn sàng thách thức các đối thủ ở mùa giải năm nay. Chúng ta biết rằng ở kỳ chuyển nhượng mùa rồi thì sau khi mà Nam Định chỉ kết thúc V-League ở vị trí thứ 5 thôi ấy, thì họ đã mua một loạt những cầu thủ chất lượng, đúng không ạ? Mua Rafael Sơn này, mua Văn Toàn này, và giữ được Tô Văn Vũ này, và ở hai cánh thì chiêu mộ được Văn Vĩ cũng như là Văn Kiên, đúng không ạ? Văn Nam ở hàng hậu vệ nữa. Nhìn chung thì ở các tuyến thì Nam Định đều đưa được về những cái bản hợp đồng tương đối là chất lượng, rất chất lượng, đúng không ạ? Chất lượng so với mặt bằng chung của V-League là chất lượng. Và bên cạnh đó thì họ cũng đôn một số cầu thủ trẻ lên, có cả cầu thủ sinh năm 2007 được đôn lên để đá V-League. Thì điều này cho thấy là huấn luyện viên Vũ Hùng Việt cũng đang rất muốn tạo điều kiện cho những cầu thủ trẻ nữa. Nhưng mà ở mùa giải hôm nay thì họ cũng đã chia tay khá là nhiều, đặc biệt là những cái cầu thủ mà công thần từ thời mà huấn luyện viên Văn Sĩ dẫn dắt ấy. Thực ra thì những cầu thủ mà Nam Định cho rời đi ở mùa giải năm nay, chia tay mùa giải năm nay, thì những cái đóng góp của họ trong cái thời dưới triều đại của huấn luyện viên Vũ Hùng Việt là không nhiều, cho nên ra đi là điều bình thường thôi, không vấn đề gì cả. Và đặc biệt là họ chiêu mộ được những quân bài chất lượng như thế này, thì cái mục tiêu và tham vọng của Nam Định, do Nam Định này không đặt mục tiêu vô địch ở mùa giải hôm nay, trong cái lễ xuất quân thì không đặt mục tiêu cao sang quá, nhưng mà trên thực tế thì với cái thực lực hiện tại của Nam Định thì cái tham vọng ngầm của họ là muốn lật đổ các đội bóng mạnh như là Công an Hà Nội, như là Viettel, như là Hà Nội FC để vô địch đấy. Vì cái lực lượng của họ năm nay là rất tốt, nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, nhìn vào cái chất lượng đội hình của Nam Định, chúng ta thấy rằng là cái phiên bản Nam Định mùa giải hôm nay về mặt lực lượng là được nâng cấp hơn so với Nam Định của mùa giải trước, nhưng họ chỉ tốt hơn so với chính họ thôi. Còn so với những cái đội bóng hàng đầu, những cái ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch như là Công an Hà Nội này, như là Hà Nội FC hay như là Viettel, thì đội bóng Nam Định vẫn bị đánh giá thấp hơn một bậc, thấp hơn một bậc. Mình đánh giá Nam Định cùng với Bình Dương cũng như là Thanh Hóa sẽ nằm ở cái nhóm 2 trong cái nhóm vô địch. Cái nhóm 1 là 3 đội bóng của thủ đô rồi, thì cái nhóm 2 chính là Nam Định, Thanh Hóa và Bình Dương. Thì trong số này thì Nam Định là đội bóng mà có cái lực lượng tốt hơn cả. Nhưng mà vấn đề là anh Vũ Hùng Việt có phát huy được hết cái năng lực cầu thủ hay không, nó lại là một chuyện khác. Thì chúng ta cùng chờ xem Nam Định sẽ thể hiện như thế nào. Chứ còn với cái lực lượng và với cách chuyển nhượng của Nam Định ở kỳ chuyển nhượng ngày năm nay, thì Nam Định sẵn sàng thách thức tất cả các đối thủ chứ không ngại bất cứ đội bóng nào đâu. Trong cái đó thì Quảng Nam là đội bóng mới lên hạng. Mặc dù mới lên hạng nhưng mà cái sự đầu tư của Quảng Nam là rất tốt đấy. Họ chiêu mộ rất là nhiều những cầu thủ của rất nhiều ở các đội bóng khác, đặc biệt là những cầu thủ thi đấu ở Hà Nội FC, đúng không ạ? Và Hoàng Vũ Sam Sơn nữa, và một vài bản hợp đồng khác nữa. Thực ra mà nói thì mặc dù Quảng Nam lên hạng đấy, nhưng mà cái chất lượng đội hình của họ mà để mà so sánh với Khánh Hòa là mình cũng đánh giá là Quảng Nam thậm chí là còn tốt hơn Khánh Hòa đấy. Vì là họ bổ sung quân là rất là ổn định, và Khánh Hòa mùa giải rồi chia tay nhiều quá, thì cho nên sẽ rất khó khăn. Mặc dù vậy thì với tư cách là một tân binh thì chắc chắn sau bao nhiêu năm mới trở lại V-League thì sẽ rất khó khăn cho Quảng Nam. Cái lịch sử đối đầu của Quảng Nam với Nam Định thì chúng ta thấy rằng là họ có thành tích đối đầu rất tốt với Nam Định, nhưng cần phải lưu ý rằng cái Nam Định mà cái đợt mà thời mà Quảng Nam thắng ấy, thì đó là Nam Định của thời nhà nghèo, còn bây giờ Nam Định là khác xưa rồi. Nam Định bây giờ là một đội bóng mà có tiềm lực tài chính rất là vững mạnh và chất lượng thì khác hẳn. Nam Định ngày xưa là chỉ đá và lo trụ hạng thôi, còn Nam Định bây giờ là đá để mà đua vô địch, nên sẽ khác hoàn toàn, nên sẽ không có chuyện là Quảng Nam sẽ có được chiến thắng đâu, sẽ rất là khó khăn ngay cả khi đá sân nhà. Còn ở trận đấu này thì với cái chất lượng đội hình như của Quảng Nam và với Nam Định như này thì Nam Định đương nhiên là đánh giá cao hơn và lại có lợi thế sân nhà nữa. Mình không nghi ngờ gì về khả năng giành chiến thắng của Nam Định ở trận đấu này đâu. Nhưng tất nhiên với cái trận đấu đầu tiên của mùa giải như thế này thì mình nghĩ rằng Nam Định cũng sẽ gặp khó khăn trước cái lối đá của Quảng Nam, vì Quảng Nam là đội bóng đá rất là lì và cũng khó chịu. Cho nên là mình cũng dự đoán là Nam Định sẽ có chiến thắng trước Quảng Nam để mà có khởi đầu thuận lợi. Thực ra cái lịch thi đấu của Nam Định ở V-League 2023-2024 là tương đối là thuận lợi khi gặp toàn những cái đối thủ mà yếu hơn mình ở những cái vòng đấu đầu tiên thôi. 4 vòng đấu đầu tiên thì đều là những đối thủ yếu hơn. Cho nên là nếu như mà thắng được cả 4 trận đấu đầu tiên này thì họ sẽ có cái bàn đạp rất tốt để đối đầu với những cái đội bóng mà trong nhóm đua vô địch. Thì chúng ta cùng chờ xem. Mình dự đoán trận đấu này Nam Định
sẽ giành có thể giành thắng với tỷ số 2-0 trước Quảng Nam. Trận đấu cuối cùng đó chính là cuộc so tài của Thành phố Hồ Chí Minh với Khánh Hòa, đúng không ạ? Thực tế mà nói thì đây là trận đấu mà khá là căng đấy, khá là căng. Và Khánh Hòa thì cái thành tích đứng đầu của Khánh Hòa với Thành phố Hồ Chí Minh là rất tốt. Trong 3 lần so tài gần nhất thì Khánh Hòa giành cả 3 chiến thắng, đúng không ạ? Ở mùa giải trước thì chính Khánh Hòa đã đẩy Thành phố Hồ Chí Minh vào cái thế mà rất khó trong cuộc chiến chung hạ, nhưng mà rất may là Thành phố Hồ Chí Minh đã gượng dậy được và để mà đẩy cùng với Bình Dương đẩy Đà Nẵng xuống hạ. Thì mùa giải hôm nay cái lực lượng của Khánh Hòa biến động rất là nhiều, mãi tới sát ngày gần như là chốt danh sách đăng ký với ban tổ chức thì đội bóng này mới ký hợp đồng với hàng loạt được và mới được tập ở sân chính, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy rằng là với cái lực lượng hiện tại Khánh Hòa thì rất rất may là họ vẫn có huấn luyện viên Võ Đình Tân ở lại và là thuyền trưởng. Với sự dẫn dắt của huấn luyện viên Võ Đình Tân thì mình nghĩ rằng là Khánh Hòa cho dù chia tay nhiều như vậy nhưng mà cái sức mạnh và cái sự đoàn kết trong cái lối đá của Khánh Hòa là mình nghĩ rằng sẽ không mất đi đâu. Họ thậm chí còn sẽ càng ngày càng đá quyết tâm hơn. Nhưng bên phía Thành phố Hồ Chí Minh sau một cái mùa giải vừa rồi thi đấu chật vật mới trụ được hạng thì họ đã có được những nhà tài trợ mới và cũng đã tăng cường được cái lực lượng. Tất nhiên để mà so sánh với những đội bóng khác thì Thành phố Hồ Chí Minh lực lượng không tốt, nhưng mà so sánh với chính họ ở mùa giải trước và so sánh với Khánh Hòa hay là Quảng Nam hay là Hà Tĩnh chẳng hạn thì cái lực lượng của Thành phố Hồ Chí Minh ở mùa giải năm nay là tốt đấy, là tốt đấy chứ không đến nỗi đâu. Nếu như mà để xếp vào nhóm đua trụ hạng thì mình cũng không nghĩ rằng là Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đua trụ hạng mùa giải năm nay đâu. Đặc biệt là họ đã có những nhà tài trợ mới và chiêu mộ rất nhiều những cái bản hợp đồng ổn ở cái kỳ chuyển nhượng vừa qua. Và đặc biệt là huấn luyện viên Vũ Tiến Thành là một người mà cũng sẽ là bày binh bố trận rất là tốt đấy. Cho nên là ở trận đấu ra quân này thì sẽ gặp khó khăn, và được thi đấu ở sân nhà thì đương nhiên sẽ gặp khó khăn, nhưng mà mình hơi nghi ngờ một chút về cái khả năng giành thắng của Thành phố Hồ Chí Minh trước Khánh Hòa, bởi vì đây là trận đấu mà Khánh Hòa là một đội bóng chơi rất lì và bản lĩnh, để mà ghi bàn được vào lưới Khánh Hòa sẽ rất khó. Cho nên là mình dự đoán nhiều khả năng Thành phố Hồ Chí Minh với Khánh Hòa sẽ hòa nhau, không ngoại trừ khả năng sẽ hòa nhau không bàn thắng đâu, nên chúng ta sẽ cùng chờ xem như thế nào. Vừa rồi là nhận định của Thuật Thể Thao về các trận đấu tại vòng 1 V-League 2023, 6 trận đấu. Trận đấu thứ 7 giữa Bình Dương với Hà Nội FC thì còn xa quá nên chúng ta không nhận định, chúng ta đợi tới khi gần sát thì chúng ta nhận định, có thể là nhận định riêng. Còn qua những trận đấu này thì chúng ta có thể nhìn thấy rõ được rằng là cái V-League của chúng ta sẽ nóng ngay từ lúc đầu, từ cuộc chiến trụ hạng cũng như là cuộc đua vô địch. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có dự đoán gì về kết quả của các trận đấu diễn ra ở vòng đấu này thì hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Quý vị có thể đăng ký kênh và bấm chuông để nhận những video mới nhất về lịch thi đấu, về kết quả bóng đá. Bảng xếp hạng bóng đá được cập nhật liên tục hàng ngày trên kênh YouTube Thuật Thể Thao. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.